Đó, cả nhà có thể thấy được Nhìn là thấy là vòng eo bụng bây giờ không? quá đẹp luôn ha. Nhìn vùng bụng dưới của mình ha, hầu như là đã lấy toàn bộ đường mỡ ra rồi. Đó, rồi. Em sống ở Việt Nam và nước ngoài? À, em sống bao nhiêu năm rồi? Thì sao mà em biết tiếng Gagu và em tới đây? À. Đã có ai làm ở đây chưa? Tư vấn ha. À, chắc là do có bệnh lý hả? Con bé là nguyên cơn cơ bác cái mỡ của em á là đây em nhìn cái bụng của em nè, đó cái bụng của em hình như sinh một cháu rồi hả? Một cháu rồi thì cái bụng của em là cũng vừa phải thôi, không to không nhỏ quá ha, nhưng mà mình mặc quần áo thì nó cũng xấu em ha, nó không được đẹp lắm. Thế thì mình nếu mà mình không tới đây thì mình mang nó suốt đời thì cũng cũng thấy không đáng ha nha. Mang nó suốt đời rồi. Trước giờ mình đã làm gì để giảm cân chưa, giảm mỡ chưa? Có hiệu quả chút nào không em? Gần như không hiệu quả. Nếu cái bụng này mà mình kiên trì mà ngày nào mình bỏ khoảng 2 đến 3 tiếng mà tập gym á thì cũng có thể nó xuống ha, chứ còn mình uống thuốc này kia không có đâu. Thế thì có một cách rất là hay là mình đến Gangu mình lấy sạch mỡ ra, xong mình về mình tập thể dục nhẹ thôi là nó lên cơ rất là đẹp em nha. Thì giờ hôm nay em đã chọn lựa bệnh viện Gangu thì em đến thì bác sĩ đã đánh máy dùng cái sóng siêu hội tụ á để đánh cho tan cái mỡ em thành dạng nước rồi ha. Thì bây giờ nó thành dạng nước, nó thành chất lỏng rồi thì mới lấy ra ngoài được nha. Thì bây giờ bác sĩ sẽ tiến hành lấy cho em ra cho em nha. Rồi chị ơi, bây giờ chị nhìn vào bên cái bình bên đây nè. Đó, bây giờ bác sĩ sẽ bắt đầu lấy cái lượng mỡ ra cho mình có thể trực tiếp nhìn thấy. Nó không đau em yên tâm nhé. Nhẹ nhàng không đau ha. Đây, cả nhà có thể thấy được là cái vòng bụng trước của chị nè. Đó. Chị sinh được mấy cháu rồi chị? À, mới một cháu nữa ha. Đó, tuy nhiên thì cái phần mỡ thừa của chị nó cũng dư một tảng Đó. cũng khá là lớn ha. Bắt đầu lấy ra này, à, em thấy không? Đó, tại vì cái công nghệ ultrasound này á là mình không có tổn thương mạch máu nhiều, cho nên là nó màu vàng thôi. Còn nếu mà mình có tổn thương mạch máu nhiều á thì nó sẽ ra màu đỏ em nha, nó giống mất máu á hả. Cái này không tổn thương mạch máu cho nên là gì, nó không có ra màu đỏ. Đó, mỡ mình á. Đó, chị cứ xem bình thường. chị không em chị không dám nhìn hay sao? Cái vùng bụng của chị á, mình không hài lòng nhất là khu vực nào chị ha? Bụng của mình á, bụng của chị á, mình không hài lòng nhất cái vùng bụng nào, vùng bụng dưới hay là trên? Bụng không có eo, mình không có eo ha. Thì sau khi giảm mỡ sau này thì bác lấy mỡ ra thì cái dáng bụng của mình nó sẽ tạo được cái độ eo này ha, vùng hông này, rồi bụng trước, bụng bụng trên, bụng dưới này nó sẽ được lấy mỡ ra hoàn toàn cho mình coi nha. Đó, cả nhà có thể thấy là với cái chiếc bụng trước của chị nè, tức là mỡ thừa rất là nhiều, nhưng mà chị được một cái ưu điểm đó là về cái chất lượng da của chị vẫn rất là tốt nha cả nhà. Cả nhà nhìn nó không có cái độ rạn hay là độ nứt gì cả, thế nên là với cái sự can thiệp của sóng Livolt cho sao nữa thì chắc chắn là cái da nó sẽ co lại trên 50% nữa thì quá là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi chúng ta cùng trông chờ kết quả. Bây giờ bác sĩ vẫn đang lấy cái lượng mỡ ra, có đau gì thì nói nha chị. Ok, có giống ở trên mình coi video ở trên Facebook không chị? Giống theo dõi không? Chị theo dõi bao lâu rồi? Muốn À, sợ hả? Sợ là chị sợ điều gì? Sợ nó không giống như vậy hay sao? Đau, ai cũng sợ đau ha. Rồi, đó, toàn bộ mỡ của em bác sĩ đã lấy ra rồi đó. Tuy nó ít vậy thôi, nhưng nếu mình không lấy ra là mình phải mang nó suốt đời luôn á. Mà lấy ra thì cái bụng mình nó đẹp, thấy không? Nó thoải mái và mình tập luyện nó lên cơ. Khoảng hơn hơn 1,5 lít em nhé. Rồi, bây giờ chúng Bây ta giờ sẽ cùng xem cái thành quả sau khi mà thực hiện cái công nghệ Libon cho sao này thì cái dáng bụng của chị sẽ trở về năm bao nhiêu tuổi này chị nhỉ? Mình mong muốn nó trở về năm bao nhiêu? Cần yêu cầu mặc đồ sexy. Mặc đồ sexy là được ha. Của chị là bác sĩ lấy ra được cho mình là 1,7 lít mỡ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ Có cùng gì đến luôn không? Cho bạn xem coi. Cùng đến với lại cái dáng bụng sau khi mà lấy mỡ xong nè. Bây giờ chị hãy cầm gương này, mình soi từ trên này xuống dưới nha. Rồi mình nhìn xem. Đó, cả nhà có thể thấy được là vòng eo bây giờ không? quá đẹp luôn ha. Vùng bụng dưới của mình ha, hầu như là đã lấy toàn bộ đường mỡ ra rồi. Đó, giờ chỉ còn da thôi. Đây, một cái góc Đó, nghiêng nè. nghiêng này, chúng ta dùng coi góc nghiêng này.
Đó, cả nhà thấy không? Có thể sờ tay thử đó chị, mình có thể sờ tay thử ra, béo thử lên xem là có mỡ không nào. Đây nè, tức là cái phần này nè. À, trước đây của mình là một tảng mỡ ở đây, rồi là một tảng mỡ ở đây, đúng không? Đó, tức là bây giờ chúng ta đã lấy sạch mỡ ra rồi. Và như hồi nãy Đình Dương có nói với lại cả nhà mình là Libon cho sao này là một cái công nghệ mà phải nói là sau khi mà can thiệp sống rồi thì nó săn da chúng ta gần như là trên 50% luôn, cả nhà thấy không? À, tức là với cái bụng trước nè. Dạ, lấy hết rồi đó, đó. Ngay trên khúc này nè, bác ép xuống để lấy cái lượng mỡ này. Bây giờ mình thấy không? Mình sờ là thấy xương rồi này. Đó, đó thì thấy không? Và bây giờ... Đúng không? Đó, hai bên nha. Cái da nó co lại nè, cái thứ nhất, cái thứ hai là Libon cho sao này là một cái dạng sóng vật lý. Thế nên là cả nhà có thể thấy được rằng là ở một số chị em thì đôi khi là nó ửng ửng đỏ lên như là mình cạo gió dắt hơi một xíu thôi nha cả nhà. Nhưng mà kết quả nó mang lại thật sự là quá mỹ mãn luôn. Cả nhà nhìn nè. Đây. Cái này là eo con gái luôn rồi đó cả nhà. Đây là từ cái phần xương này đi xuống đây. Đó, tức là ở bệnh viện thẩm mỹ Gahu thì với phương châm là người thật việc thật nha cả nhà. Tại vì hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều đơn vị họ sử dụng những cái kỹ thuật về hình ảnh, rồi là có cả kỹ xảo điện ảnh trong đó luôn, để mà bóp méo cũng như là làm cho người tiêu dùng hiểu không đúng về sự thật. Nhưng mà ở vị thẩm mỹ Gahu thì cả nhà có thể thấy nè, chúng tôi đưa tay vào thì nó hoàn toàn bình thường nha. Chúng tôi hoàn toàn không sử dụng bất cứ một cái hiệu ứng bóp méo hay là gì hết. Có đau gì không chị? Ok. Bây giờ chị chạm vô cái phần này của mình, chị thấy nhớ lại khoảng bao nhiêu lâu về trước? Lúc mà nó thon gọn như vậy đó là khoảng bao nhiêu lâu? Không nhớ hả? Chắc là lâu quá hả? Rồi đó, cả nhà có thể thấy ha. Rồi, cả nhà ơi, thật sự là khi chúng ta để mỡ thừa trong cơ thể nhiều quá thì không những là ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà ảnh hưởng đến sức khỏe đó nha cả nhà.